NEM for Bentley. Đây là một dòng loa cao cấp đến từ thương hiệu NEM hợp tác với hãng xe siêu sang Bentley. Cái dòng loa này cũng đã ra mắt trên thị trường cũng khá lâu rồi, đã có rất là nhiều video review đánh giá. Nhưng hôm nay mình cùng các bạn để đánh giá chi tiết hơn và cùng soi những cái khuyết điểm mà hãng cần phải cải thiện cho chiếc loa này. Về phần thiết kế thì chiếc loa này lấy cảm hứng từ xe Bentley, nên phía trước các bạn thấy là cái lưới loa được uốn lượn tương tự như những cái thân xe của chiếc Bentley, và cái vật liệu của lưới loa này được làm từ vải và kết hợp với sợi đồng để dệt thành. Nó sẽ có tính chất trong suốt đối với âm thanh, nghĩa là khi chiếc loa phát ra âm thanh nó sẽ không làm ảnh hưởng đến cái chất âm. Ngoài ra thì các bạn có thể xoay ngược cái lưới loa lại để thay đổi cái diện mạo của chiếc loa. Đối với riêng cá nhân mình thì mình thích xoay ngược lại như vậy. Khi mà ánh sáng ở trên chiếu xuống thì cái lưới loa nó sẽ có nhiều màu sắc hơn. Về thùng loa thì thùng loa được cấu tạo bởi một loại gỗ siêu cứng có nguồn gốc từ châu Phi, được xử lý bề mặt bởi lớp sơn mài. Thì điểm đặc biệt của sơn mài này là hãng đã phủ một lớp sơn lên tấm gỗ ban đầu, rồi sau đó mài tạo một cái độ bóng cho cái chiếc loa này. Cái vân gỗ mà các bạn nhìn thấy ở trên bề mặt đó là vân gỗ thật chứ không phải là sơn giả gỗ. Kết hợp với bảng điều khiển được bố trí bên phía bên tay trái, cái núm vặn nó kết hợp cả đèn LED chiếu sáng và đèn LED hiển thị, lấy ý tưởng từ những cái nội thất bên trong chiếc xe Bentley. Và các họa tiết xung quanh bảng điều khiển cũng được lấy ý tưởng từ những cái vành xe, lưới tản nhiệt của xe. Và đặc biệt hãng đã trang bị cái hệ thống cảm biến tiềm cận. Khi chúng ta đưa tay lại gần cái bảng điều khiển thì cái đèn LED hiển thị nó sẽ sáng lên mà không cần phải chạm vào. Phía sau thì hãng đã bố trí một tấm nhôm tản nhiệt rất lớn. Đây là một cái tấm nhôm nguyên khối được CNC. Tuy nhiên cái CNC này nó cũng gây ra một cái nhược điểm. Cái cạnh của tấm nhôm này nó khá là sắc, nên trong quá trình sử dụng thì chúng ta phải cẩn thận. Và cái bề mặt của miếng nhôm thì được xử lý là sơn mạ Anode. Nó khác biệt so với cái loại sơn tĩnh điện thông thường. Nó sẽ có cái bề mặt nhẵn hơn, dễ lau chùi, và quan trọng nhất là nó sẽ không dẫn điện. Cái điều này nó thể hiện cái sự tỉ mỉ trong việc thiết kế một chiếc loa. Vì những thiết bị điện thường thông khi mà chúng ta chạm vào bề mặt mà nó có kim loại thì sẽ thường bị điện giật. Tuy là rất nhỏ thôi nhưng mà hãng đã để ý đến cái sự trải nghiệm của người dùng. Và phần chân đế thì được làm bằng mica màu khói. Phía bên tay trái cũng được bố trí thêm cái logo NEM for Bentley. Hãng đã tạo điểm nhấn cho cái logo bằng cách hắt một cái dải đèn LED. Và cái dải đèn LED này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi độ sáng và tối. Ngoài việc hợp tác với hãng xe Bentley để cho ra thiết kế đẳng cấp của chiếc loa, thì NEM đã hợp tác với một thương hiệu âm thanh đến từ Pháp, đó chính là Focal, để tối ưu cái củ loa của chiếc loa này. Thì chiếc loa này có cấu tạo gồm 6 củ loa, 2 củ treble, 2 củ mid và 2 củ bass, được bố trí khá là gọn gàng trong cái diện tích của mặt trước của chiếc loa, nó cũng khá là khiêm tốn. Tuy nhiên vị trí của các củ loa theo đánh giá cá nhân của mình thì nó chưa thực sự là hợp lý. Mình sẽ phân tích cụ thể hơn trong phần đánh giá chất âm nha. Và phía bên dưới thì hãng đã bố trí bên tay trái là họng thoát hơi và bên tay phải là các cổng cắm dây, cổng cấp nguồn nè, HDMI, optical, cổng 3.5 cũng như là jack mạng LAN. Về phần tính năng thì chiếc loa này là loại loa 2 kênh và có tính năng all-in-one, tức là có thể vừa stream nhạc trực tuyến, vừa có thể xem phim từ TV khi kết nối qua cổng HDMI. Thì bên mình cũng đã có review một chiếc loa tương tự của Dali, thì các bạn có thể tham khảo phía bên trên nha. Ngoài ra các bạn còn có thể mở rộng cái chiếc loa thành hệ thống âm thanh đa vùng bằng cách kết hợp nhiều loa của NEM. Cái loa NEM for Muzo 2 và chiếc loa NEM for Bentley này nó chỉ là hệ thống 2 kênh,
thì nó thích hợp với khi các bạn bố trí ở phía dưới tivi thôi. Còn nếu mà các bạn muốn bố trí ở giữa phòng thì các bạn sẽ sử dụng cái loa Neem Muzo QB. Cái loại loa này là loa 360 thì cái âm thanh nó sẽ lan tỏa khắp phòng. Và một điều đặc biệt đó chính là các kỹ sư âm thanh của hãng đã dành tâm huyết nghiên cứu ra cái nền tảng phát nhạc. Khi chúng ta phát cùng một bản nhạc trên hai chiếc loa khác nhau thì trên chiếc loa Neem Phobelli với nền tảng phát nhạc này nó cho ra một cái chất âm cao cấp hơn và có đạt tới cái mức mà hãng gọi là âm thanh tham chiếu. Về âm thanh tham chiếu thì khi chúng ta so sánh giữa hai loa với nhau thì chúng ta sẽ cần có một cái tiêu chuẩn. Ở đây Neem Phobelli đã tự tin với cái chất âm của chiếc loa có thể làm âm thanh tham chiếu cho các hãng so sánh với nhau. Và về phần chất âm thì theo mình đánh giá, chiếc loa này nó cho ra một cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Từng tiếng nhạc cụ, tiếng trống và tiếng ca sĩ rất tách bạch và rõ ràng. Về giọng ca sĩ thì ngoài sự rõ ràng, nó còn có sự tập trung và chúng ta có thể nghe rõ từng hơi thở của ca sĩ. Do là hãng đã bố trí các vị trí củ loa, hai củ loa trép nằm ở phía bên trong so với hai củ loa mid. Điều này nó sẽ tạo cho chúng ta cái sự tập trung cho ca sĩ. Tuy nhiên nó sẽ làm hạn chế cái âm trường, nó sẽ không được rộng rãi. Và về phần âm sắc thì dải trép của chiếc loa rất là tí tách và sáng. Tuy nhiên trong khi nghe trong khoảng thời gian dài thì chúng ta sẽ có cảm giác nó hơi bị chói gắt. Và phần âm mid thì chiếc loa này thể hiện rất tốt giọng ca sĩ, mình cũng không có gì để bàn. Và về phần âm trầm, chất âm của nó khi mà mình mở âm lượng nhỏ vừa phải thì âm trầm nó mềm và nó hơi bị thiếu uy lực. Tuy nhiên khi mình mở mức âm lượng lên hơn 50%, với cái mức công suất của loa nó lên tới 450W thì nó vẫn đáp ứng rất tốt cho cái dải âm trầm này. Khi nhắc đến cái âm trầm thì mình còn một chi tiết nữa, đó chính là việc họng hơi nằm ở phía bên tay trái. Khi chúng ta bố trí chiếc loa ở trong một căn phòng khá nhỏ thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra là cái âm trầm nó bị lệch sang một bên. Tóm kết lại, Neem Phobelli là một chiếc loa có thiết kế cực kỳ đẳng cấp và sang trọng với độ hoàn thiện cực kỳ cao. Ngoài ra, hãng cũng đã trang bị rất là nhiều công nghệ cũng như là tính năng để chúng ta có thể xem phim, nghe nhạc, giải trí trên cùng một thiết bị. Và với chất âm tinh tế của chiếc loa này, nó sẽ phù hợp với những thể loại nhạc nhẹ nhàng, du dương như là nhạc giao hưởng. Tuy nhiên, có một điểm mà mình nhận ra trong quá trình sử dụng, đó chính là việc hãng đã bố trí các cổng kết nối chưa thật sự hợp lý. Phía bên dưới bên tay trái, khi mình cắm dây, đôi lúc mình phải nhấc nguyên cái loa lên để mình cắm. Thì đây cũng là một cái điểm mình chưa hài lòng về chiếc loa này. Các bạn cảm thấy như thế nào về sự kết hợp giữa ba thương hiệu nổi tiếng Neem, Focal và Bentley? Thì hãy để lại bình luận bên phía bên dưới. Đừng quên nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh Hưng Vũ. Xin chào và hẹn gặp lại.